Em xin giới thiệu đây là Thớt CD. Thớt CD lẻ của thương hiệu D5, model là D5 7.5L. Bây giờ em mở cái khai ra vào nha. Một cái đĩa chép chỉ 20.000, em bỏ vào. Đọc bài cực kỳ tốt, em sẽ thử lay nét liên tục, chắc anh thấy mắt đọc cực kỳ nhạy và ok. Đọc tất cả các loại đĩa, không hề kén lìa loại đĩa nào hết. Thương hiệu D5 7.5L thì các anh đã biết là một trong những dòng cao cấp của thương hiệu D5 trong phân khúc C trung rồi. Tất cả các diền chỉ, núm tỳ chỉnh đều mạ vàng hết, cực kỳ đẹp, sang trọng và cao cấp. Phía sau chạm, phía sau cái giắc AV để mà kết nối giữa âm ly với CD cũng là mạ vàng như vậy luôn, cực kỳ sang. Bây giờ em quay gần cho các anh xem nha. Đây, quá đẹp, cực kỳ sang. Phải dùng từ là quá sang. Nếu mà mình ở nhà mình đã có bộ vàng rồi mà thiếu thớt CD, hoặc là bộ đĩa nông mình có mà thiếu thớt CD, là đây là một cái đầu CD mà mình ghép vào lý tưởng nhất. Quá đẹp. Size của nó như sau, tức là kích thước của nó như sau. Chiều ngang từ đây qua đây là 25cm, tức là size 25 nha. Các anh đợi em chút xíu đi, em đang cầm cái thước mà không biết sao. 10 12, kích thước như sau: chiều ngang là 25cm, chiều cao là 12cm, hậu sâu 34cm. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm trung vàng thì liên hệ với em. Tất cả, phải nói là tất cả những chi tiết làm nên cái thớt CD này cực kỳ sang trọng. Đây, mặt tiền đây, còn đừng so sánh nóc nha. Trên nóc thì đương nhiên nó không sang bằng rồi, đâu có đẹp. Mặt tiền đẹp, mặt hậu đẹp, đọc đĩa cực kỳ tốt luôn. Thì các anh có thể ghép vô tư tất cả các vàng. Bây giờ mình sẽ lay nha. Đây, em chưa cho nhạc lên đâu, em sẽ thử nè. Bây giờ mở lớp volume 2 nè, 3, 4, 5 nè. Cực kỳ nhạy luôn. 6 nè. Một cái thớt CD mà phải nói là hoàn hảo. Hoàn hảo từ thiết kế cho tới hoàn hảo lẫn con mắt CD để đọc. Quá đẹp, quá sang, đọc quá tốt. Bây giờ mình cùng nghe chất lượng của CD qua tiếng hát Trường Vũ. Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau mà thương mến. Combo này em có bán, ai mua lo bán lo. Ai mua lo bán lo, lo 1.9 triệu. Ai mua âm ly dưới tuner 3.5 triệu. Ai mua CD em bán CD, bán tất tần tật. Lo 1.9 triệu một cặp, Onco N9 âm ly kèm tuner Yamaha AX-10 3.5 triệu combo. Và phía trên này là CD D5 7.5L. Giá chút xíu sẽ công bố của cái CD. Cuộc đời vì khi nhịp sống vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui. Hôm chia tay hai đứa cùng vui mừng, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời. Dặn nhau gắng vui, dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy hiên thì. Người quen cho biết tin, bạn tôi thân mến đã lượt oanh ngã xuống khắp đơn vị tí thương. Ngoài cái âm ly D5 7.5L, bên em vẫn còn một thớt CD D5 7.5S. Các anh nào muốn mua CD 7.5L hay 7.5S thì liên hệ với em. Sắp ở trên đây là sắp bắp chuối mạ vàng nha. Em sẽ rút ra cho các anh xem. Ây da. Đây, mạ vàng chanh đẹp long lanh rồi, em rút ra không được, các anh thông cảm nha. Cứng quá, cái dây của Nhật nè, dây AV của Nhật rất là chắc. Các anh nào
nào mua combo nhiều như vậy em tặng dây của Nhật khách cho các anh. Cortical out nha, trên cái thớt CD này 750L made in Japan. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V nên vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các anh có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm theo cái CD này thì liên hệ em. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua cái thớt CD này vui lòng cọc trước giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng phí ship. Cọc 500.000 để tránh đặt hàng ảo và bơm hàng em nha. Các anh thông cảm giúp em đừng giận hờn gì vấn đề này nha. Có cọc thì bên em mới ship hàng. Các anh nào mua hàng vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc kết bạn Zalo 0931008099 để bên em tư vấn gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng cho mình. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua thớt CD này vui lòng liên hệ với bên em 0931008099.